Chào các bạn, hôm nay An vào bếp làm bánh chỉ với một nguyên liệu duy nhất. Bạn nghe không lầm đâu, chỉ một nguyên liệu mà thôi, bạn có đoán được An làm bánh gì không? Mời các bạn cùng vào bếp nhé. Hôm nay trời mưa, bất chợt làm An nhớ đến món bánh tráng xoài cực kỳ nổi tiếng của vùng đất Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Hòa. Các bạn lựa những trái xoài vừa chín tới có màu vàng ươm như thế này, rất ngọt và thơm. Xoài cắt bỏ vỏ, bỏ hạt. Dùng máy xay, xay xoài thật nhuyễn. Hồi xưa An hay nghĩ, trời ơi, xoài ngon như vậy thì ăn tươi cho rồi, hơi đâu mà phải mất công làm bánh. Nhưng khi An về Cam Ranh chơi thì mới hiểu, ở đó xoài nhiều đến nỗi nhà nào cũng có những cây xoài thiệt to. Đến mùa, xoài chín rụng đầy gốc không ai ăn, bán 1.500 đồng 3 ký không ai mua. Chính vì vậy họ đã làm thành những cái bánh vàng ươm, vừa bảo quản được lâu, vừa không phải bỏ phí một loại trái cây ngon như vậy. Xay xong lược xoài qua dây để loại bỏ xơ, vì xoài có rất nhiều xơ. Lược bỏ xơ, bánh sẽ mịn hơn và ăn ngon hơn. Dây xong, cho xoài lên bếp sên, để lửa trung bình, quậy đều tay đến khi xoài đặc lại. Xoài đặc như vậy là được rồi. Chuẩn bị sẵn các khay có lót giấy nến, cho xoài ra khay, dàn đều một lớp mỏng. Dàn mỏng để xoài mau khô. Dàn xong cho xoài vào lò nướng, sấy 70 độ C từ 2 đến 4 tiếng, tùy vào độ mỏng dày của xoài. Các bạn kiểm tra khi thấy xoài đã có độ khô ráo nhất định, giờ vào không dính tay, không còn cảm giác ướt nữa thì lấy ra. Cắt xoài theo ý thích. Các bạn có thể để từng miếng hoặc cuộn lại như An. Bánh này vừa có vị chua, vừa có vị ngọt thanh, ăn lại rất thơm, làm quá là dễ luôn phải không? Chúc các bạn thành công! Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi An tiếp nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!